Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề là Baghdad khi Lào xảy ra cầu hòa. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ mang M14 củ nhá. Đây, mình sẽ chiến tại cái bộ môn Baghdad. Đây, ok anh em. Và mình sẽ soi qua một vài đường cầu, soi qua những cái bàn đẹp nhất. Và mình cũng đã nói với tất cả các anh em là khi Lào mà vào các cả trận đấu, anh em soi những cái bàn nào đẹp nhất thì anh em chơi. Đây, và bây giờ là bàn số 0. Đây, khi mà xảy ra những cái đường cầu hòa, đây anh em nhìn đây. Đấy, đây là trước cầu trước đó là cầu 24 này. Thì những cái đường cầu này là cầu hòa. Cầu hòa tại sao có cầu hòa này? Cầu hòa này là sao? Kết quả hòa là Cầu khi đặt mà cược. hai bên cầu player và con cầu bằng nhau ra đủ những số vị rồi thì nó sẽ xảy ra một trường hợp hòa. Đúng không anh em? Đấy anh em để ý này. Nó ra đủ những số vị của nó Dừng đặt thì nó cược. sẽ tính là một trường hợp hòa hoặc hai trường hợp hòa, cứ ra đủ Cộng đúng cái trường 5 hợp điểm, một đúng cái những cái 8 quả điểm. cầu cũ và cầu Nhà mới, sao? hai quả cầu đúng chạy cùng vị với nhau, cùng chạy số, cùng chạy điểm với nhau thì nó sẽ xảy ra một đường cầu hòa nha, ok nhá. Đấy Cầu thì đặt hiện tại cược. đang là cầu gì? 323 đây. Thì tiếng này thì mình sẽ đánh vào cầu gì? 323 323 323 323. Ok, tiếng này thì mình sẽ đánh vào một đánh vào đôi. Đánh vào pan cờ. Pan cờ Dừng thì đặt của nó cược. là cái, còn player của nó là con anh em nhá. Anh em để ý nhá. Rồi ok, 8 húp rồi nhá. Còn Anh 3 em thì thấy 2, chưa? 8 điểm, Đấy. 4 điểm. Nhà cái Phong sao? độ thì vẫn cứ là tức thời đúng không anh em? Đẳng cấp vẫn cứ là ok. Để mình tắt cái tiếng đi cho nó rực rỡ nhá. Rồi ok, tiếp tục là Bắt đầu lên đặt tiếng thứ cược. 4 rồi và lên tiếng thứ 8. Tiếng này thì anh em lại đánh về về đâu? Đánh giật về con và mình sẽ nốt đôi nhá, nốt đôi mỗi cái một nít và nó cây hòa. Sắp tới nó chuẩn bị có hòa anh em nhé, từ nãy giờ chưa có cái cầu hòa Dừng nào, đặt nó cược. chuẩn bị có hòa rồi. Anh em xem kết quả nhá. 6 7 ok, Còn sáu vẫn là điểm, cái, cái lên hai bảy vị. điểm. Rồi, Nhà lên cái hai thắng. vị cái. 6 7, tiếng này thì mình sẽ đánh một tiếng to vào đây. Mình ok. Bắt đầu đặt Rồi, cược. mình khẳng định với tất cả anh em đúng cầu chuẩn xác thì tiếng này nó sẽ phải làm sao? Nó phải sẽ phải ra gì? Ra cái em nhá. À ra con, chuẩn xác nó phải ra con. Rồi đánh nốt vào Dừng đây. đặt cược. Chuẩn xác đúng cầu nó phải ra con, không ra con thì nó phải ra gì? Rồi ok, chuẩn xác Còn anh em 5 thấy chưa? điểm, cái Đấy, 4 đúng là đẳng điểm. cấp đúng không anh em? Mình nói được mình làm được đúng không anh em? Đấy, nói có mách và Nhà sắp con có thắng. chứng nha anh em, không phải là mình nói vu vơ đâu anh em ạ. Bắt Bởi vì làm đầu sao đặt mình cược. xem cái lịch sử cầu kèo này phải là mình biết được cách thức cầu chạy thế nào nhá. Tiếng này thì mình sẽ đánh lại về đây, nhưng mà tiếng này thì mình đánh nhỏ thôi, mình sẽ không đánh to và đánh nốt vị thôi nhá, nốt những cái vị hòa và vị đôi để xem kết quả của tay này như thế Dừng đặt nào. cược. Những tay nào mình chắc chắn thì mình sẽ đánh to anh em nhá, còn tay nào mình không chắc chắn thì mình sẽ đánh nhỏ. Vậy là Còn gãy không cầu điểm. đấy nhá. Vậy là Cái chuyển 3 về điểm. đâu? Chuyển về Nhà cái thắng. cái cầu cái rồi, ra cái ra hai đây rồi. Cái tiếng Bắt này nó đầu hay đặt xảy ra cược. đây này. Một là cái tiếng này nó sẽ về cái này, hai nó sẽ xảy ra là hòa này nếu mà đúng cái cầu vị của nó, nhưng mà cũng phải xem là vị nó đã đủ chưa. Đấy, mình vào một tí đôi vào một tí hòa này. Ok Dừng đặt cược. rồi anh em xem nào, xem kết quả của tay này xem nó có ok không. 6 rồi gì, 4, vậy là nó Còn lại chạy 6 cầu một điểm, một đấy cái ạ. Vậy 4 là chạy điểm. cầu một một đấy, chạy cầu một một nhá. một Nhà hai một con thắng. hai sáu bảy sáu bảy tiếng trước 6, tiếng trước 6 cũng đỗ. Tiếng này ok, Bắt đầu tiếng đặt này thì cược. đánh căng vào cái con này đấy. Tiếng này khả năng cao nó sẽ về con nên là anh em mình bắt tiếng này về con. Dừng Ok đặt cược. anh em xem được video của mình thấy hay và hữu ích thì hãy cho mình một lượt like và follow nhá. Ok, tiếng Còn này ăn 6 cực kỳ điểm, nhiều luôn anh em để cái ý nhá, 6 điểm. hòa bắt cả hòa bắt cả Hòa. con, ăn 9M luôn anh em thấy chưa. Đấy, đẳng cấp đúng không anh em? Đấy, tại làm sao mà mình bắt được những cái cầu như thế, Bắt mình đã đầu nói đặt rồi, cược. khi đã đủ vị đúng không anh em, đủ vị thì nó phải ra hòa thôi. Đấy, và mình cũng đã nói luôn ngay từ đầu là cái vấn đề là khi nào mà môn Baghdad nó sẽ ra cái cầu hòa, bởi vì là anh em tính là từ Dừng đầu đặt đến cược. cuối đây anh em nhìn nhá, mình sẽ chỉ cho anh em nhìn này. Còn Đây 7 điểm, anh em nhìn này, cái 1 điểm. chờ mình một chút nhá để cho nó Nhà bỏ con qua. thắng. Đây, từ đầu đến cuối đây, từ vị này đến đến vị Bắt này chưa đầu ra đặt hòa mà cược. bây giờ ra hòa. Tại sao mà bây giờ lại có hòa? Bởi vì là khi hai cầu cầu này player và pan cờ đủ ra đủ vị như nào vào những cái trường hợp như ví dụ là
sáu, phải đúng vị sáu, đúng quân như Nhưng thế, đặt đúng màu cược. chất như thế thì nó sẽ là một cái vị huề nha anh em nhé. Anh em để ý những cái này mà anh em có thể bắt được những Còn cái 5 cầu quả điểm, như mình bắt vào cái đấy. 2 Đây điểm. tính vừa rồi thì mình, anh em thấy chưa, mình 5 nít ở Nhà con cái gì, thắng. ở cái hòa và đôi, mình ăn được Bắt bao nhiêu, đầu đặt ăn được cược. hơn 9 củ, gần 10 củ. Anh em thấy là ăn có cao, ăn quá cao luôn. Và bây giờ thì tiếng này thì mình sẽ đánh vào cái ban cờ và mình sẽ đánh vào đôi. Đấy, anh em chơi thì anh em phải biết cách nào, khi nào ra đôi, khi nào ra hòa nhá. Nhưng Đấy, đặt mà mình cũng cược. đã nói luôn là chuẩn bị ra hòa là đã chuẩn bị ra hòa. Rồi, ok. Vậy là Còn gãy 8 cầu anh nhá, cái vậy 3 là gãy điểm. cầu. Vậy là hiện tại cầu đang nặng về gì? Cầu Nhà con đang nặng thắng. về con nhiều. Nên là anh em chơi thì anh em phải để ý một vài cái Bắt vấn đề đầu này. đặt Đến cược. đến 4 rồi, đến đến 4 là một tiếng hòa là 5. Đấy, tiếng này cược lại nó này, còn 60 đánh nốt vào đây nhá. Đấy, link của con TDTC Thiên đường trò chơi thì để ở dưới phần mô tả. Anh em thích thú về những cái bộ môn thể thao thì Nhưng anh đặt em hãy cược. ấn vào và tải về và trải nghiệm thôi. Còn mình cũng đã nói rồi, khi nào mà ra cầu ấy, anh em thấy chưa, lại Còn húp vào 5 này, điểm, anh thấy chưa, cái 5 đấy điểm. lại huề, Wow. đúng không anh em? Đấy, húp nhá, chuẩn xác đấy, mới gọi là đẳng cấp, đúng không anh em? Đấy, anh em chơi thì anh em nên Bắt cần đầu đặt để cược. ý về những vấn đề này nhá, để có thể chiến thắng tuyệt, để có thể chiến thắng tuyệt đối trên con TDTC Thiên đường chơi nhá. Đấy, và mình cũng nói với anh em khi nào đã xảy ra những cầu hòa, mình đã chia sẻ với anh em rồi. Rồi, ok, thì anh em tiếp tục và quay vào với trận đấu Nhưng và đặt xem cược. trong lúc cầu đang chạy 5 này, 4 này, cái gì đây? Rồi, Con win rồi 1 anh em ạ, điểm. anh em thấy chưa? Đấy, mình bắt cầu Cái ok 7 không? điểm. Đa phần là mình đánh Nhà tay nào cái win, thắng. tay nào hút của anh em. Hiện tại với số 4 ban đầu mang vào thì bây giờ đã lên được bao nhiêu? Bắt 24 đầu đặt củ 8 cược. rồi, đúng không anh em? Mình đánh không phải là to anh em nhá, mình đánh rất là nhỏ, đánh chỉ một củ, hai củ và 500 thôi, những cái này thôi. Nhưng mà mình vừa rồi mình bắt được một tiếng 500 đôi và 500 hòa. 500 đôi thì nó nhân nên nhân Nhưng đến đặt cược. 11 cơ. 11 cơ là được hơn, là được 6 triệu, 6 củ. Còn cái này 500 thì được 8, Còn được 4 6 củ điểm, nữa, 5 8 cái 4 không 10 điểm. 4 củ. Vậy là vị trí là 10 củ anh em ạ. Quá là ok, quá là tuyệt Nhà vời đúng không con anh em? thắng. Và bây giờ thì mình đã chia sẻ cho anh em xong thì mình sẽ thoát ra và mình sẽ chốt lãi tất cả là nhá, lên được 24 củ 7 rồi. Ok anh em nhé, mình sẽ xin phép tất cả anh em mình chốt lãi và kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.